anh xin em một lần cuối. Đừng trách anh, đừng giận anh nhé. Hay quá. Em, anh van em nói đi. Em nói đi, em nói sẽ không bao giờ buồn. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn vời vợi. Thà em nói, thà em trách rằng anh dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Em nói đi, em nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng. Xa nhau, anh xin nửa đời cùng em lần cuối. Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, anh xin muốn yêu em mà thôi. Đường em đi mưa giăng ngập lối, đường em về gió mưa tơi bời. Anh em xin anh kỷ niệm ngày xưa thu hút tựa như giấc mơ. Đừng bôi xóa, đừng quên nhé anh. Thôi mình nhìn nhau lần cuối đi em. Cách rồi chừng nào thấy nhau. Em mình nhìn nhau lần cuối đi em. Mai xa cách rồi nhớ nhau nhiều hơn. Em chắc không bao giờ quên được bóng dáng năm xưa. Em chắc không bao nhau nụ hôn cuối cùng sao kẻ đắng chát trên môi dưng dưng ngấm lệ khóc cho cuộc tình còn nhiều dối gian. Thôi mình nhìn nhau lần cuối và giám khảo đã đứng dậy vỗ tay cho thấy được một phần chào sân vô cùng ấn tượng của sáu cô chú ngày hôm nay. Quý vị khán giả có mặt tại trường quay, một tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ? Thưa quý vị, vừa rồi là hai ca khúc Lời Cuối Cho Em và Nhìn Nhau Lần Cuối. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với sáu cô chú trên sân khấu này quý vị nha. Chú đây, nhà Nguyễn Khang xin chào chú ạ. Chào Nguyễn Khang. Chú có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Chú tên gì và đến từ đâu không ạ? Tôi tên Huyên Chí Bình và là ca sĩ tự do. Ca sĩ tự do.
chú bắt đầu cái chặng đường âm nhạc của mình từ khi nào? Mình thì mình hát ở trong cái đội ca nhạc thông tin văn hóa của quận Phú Nhuận á. Xin cảm ơn chú. Cảm ơn Nguyễn Khang. Dạ, Nguyễn Khang xin chào chú. Chú có thể giới thiệu đôi nét về mình cho mọi người biết được không ạ? Duy Tài xin được gửi lời chào đến ba vị giám khảo cũng như toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình Người Hát Tình Ca. Đến giờ phút này phải nói là được một cái chương trình để thỏa sức đam mê của mình, đó là một cái điều mà những người như chúng tôi hằng mong ước. Và một cái điều mà Duy Tài thấy là ở cái năm nay có sự khác và rất là hài lòng, là vì ở cái tuổi trung niên như chúng tôi thì hát chung một cái bản trung niên thì nó sẽ dễ kết hợp những cái ca khúc, nó làm cho tiết mục nó sẽ được hài hòa hơn. Vì năm rồi Duy Tài cũng có hát, hát nhạc đen thì rõ ràng là dù có cố gắng, có tập luyện nhưng mà chỉ thuộc bài được thôi, chứ trong một tuần, hai tuần không thể chuyển từ cái giọng hát nhạc sến qua một cái giọng đen mà nghe nó ngọt ngào, điều đó thì không thể. Dạ vâng, cảm ơn chú. Rồi hôm nay rất là vui là vì các cô chú đứng cùng với nhau mà hòa giọng nó gọi là ngọt như mí lùi và rất là hay. Xin cảm ơn chú rất nhiều ạ. Xin cảm ơn chú. Và Nguyễn Khang xin chào chú ạ. Chú có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Chú tên gì? Hiện nay chú đang làm công việc gì và quê chú ở đâu ạ? Của mình tên thật cha mẹ đặt là Nguyễn Văn Đa và nghệ danh là Nguyễn Huỳnh. Và mình sinh ra ở Cà Mau. Nói về Cà Mau thì chắc có lẽ mọi người biết cái món đặc sản Cà Mau rồi gì ạ? Cua Cà Mau đúng không chú? Đúng rồi, chính xác. Trời ơi, ăn uống là nghề của con mà. Cảm ơn chú rất nhiều và hy vọng là có ngày nào đó cái con ghé quê của chú cái được thưởng thức cái món lẩu cua Cà Mau chú ha. Chú đãi cho con. Rồi, con cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ là qua đến bên này. Em chào chị. Mái tóc đẹp quá. Chị có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Chị tên gì và đến từ đâu? Mình tên thật là Lê Thị Nguyên Thủy. Nghệ danh của mình là Carol Thủy. Và mình cũng đã theo nghề 20 năm đổ lên. Chị Carol ơi, em nghe cái chất giọng của chị á, nó có một chút gì đó, nó hơi hướng của jazz. Cảm nhận thôi. Tức là chị hát những cái ca khúc hơi thiên về nước ngoài một chút đúng không ạ? Ngay cả cái ngoại hình cũng vậy. Sở trường của Thủy đúng ra là về nhạc Anh, nhạc Pháp. Cảm ơn chị rất là nhiều. Hay cảm quá. Cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ chị tiếp theo. Xin chào chị ạ. Mình tên là Quyên Nguyễn. Tên ở trong ngày hôm nay cuộc thi tên là Diễm Quyên. Ngày còn là thời sinh viên học trường sư phạm kỹ thuật thì em vẫn thường đến sinh hoạt và hát trong chương trình ca khúc mới của nhà văn hóa thanh niên, nhưng mà lại không được bố mẹ chấp nhận cho đi theo cái con đường âm nhạc. Cái tình yêu đó như là một cái tình yêu mà mình gieo cái hạt mầm lên trên cái sàn bê tông mà không có mọc được. Nỗi niềm đó nó nằm ở trong cái trái tim của mình. Vẫn cảm thấy được là mình vẫn nuôi được niềm đam mê bằng cách là em thành lập một câu lạc bộ âm nhạc và hướng dẫn cho tất cả các bạn sinh viên của các trường đại học để đi thi những cái cuộc thi âm nhạc mà của Việt Nam mình. Cô ơi, bây giờ nhân đây thì con hỏi luôn là chắc chắn là sẽ có một cái người nào đó có ảnh hưởng đến âm nhạc của cô hoặc là cô yêu thích và thần tượng đúng không ạ? Cô có thể chia sẻ cho mọi người biết là cô thích ca sĩ nào? Thì trong cái chất giọng của em thì em đã có một cái chất giọng nó khá gọi là trầm, cho nên em hướng theo cái trường phái của nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, cho nên cái dòng nhạc của cô Khánh Ly thường thường là nó rất là vừa vặn với giọng em. Vâng, thế thì nhân đây thì Nguyên Khang xin phép mời cô có thể gửi một đoạn ngắn, một ca khúc nào đó mà cô yêu thích của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà cô Khánh Ly đã từng thể hiện được không ạ? Xin nói trước được rằng chắc không giống như cô Khánh Ly đâu, đó là một huyền thoại. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô, ta thấy em đang ngồi hát khi rừng chiều đổ mưa. Xin cảm ơn thật nhiều ạ. Hay quá, cảm ơn cô. Chất giọng rất vang, rất rền và rất cảm xúc ạ. Cảm ơn Nguyên Khang nhiều lắm. Dạ, đây là người cuối cùng. Nguyên Khang xin chào cô ạ. Cô có thể giới thiệu đôi nét về mình được không? Trước hết Quế Nương xin gửi đến lời chào ban giám khảo, tất cả những người có mặt tại trường quay và chào Nguyên Khang và cùng 5 người bạn.
Tên của Nương đủ hết là Phan Quế Nương. Cô biết không, trong số các cô chú ở đây thì con lại rất là đặc biệt, rất là ấn tượng với mái tóc của cô. Cô có thể chia sẻ cái mái tóc cũng như là cái phong cách âm nhạc, có người nào ảnh hưởng đến cái con đường âm nhạc của cô không cô? Thật sự mà nói, từ nhỏ thì mình mê âm nhạc lắm. Mình lúc làm cái gì cũng hát, rửa chén cũng hát, lau nhà cũng hát. Nhưng mà thần tượng, rất thần tượng nhất là chị Giao Linh. À, cô Giao Linh. Vâng. Thế thì thôi, bây giờ con phép lại mạn phép là xin mời cô. Cô giới thiệu một chút về thần tượng âm nhạc của mình thông qua một ca khúc được không cô? Được. Yeah. Xin mời cô ạ. Một chuyện tình ngày nào lòng chưa nguôi, xót xa ôi thật buồn. Đây quán bên hồ đã một thời ân ái, tàn buồn còn giữ nghe lòng nức nở, rồi chợt thương sâu phần. Không đời mình dáng dở đôi dòng lệ tuôn. Hay quá trời ơi, nó ngọt vô tận tim luôn. Cảm ơn cô rất nhiều à. Và bây giờ chúng tôi xin mời 100 khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho 6 gương mặt trên sân khấu. Thời gian bắt đầu. Xin được cảm ơn các vị khán giả cùng với là 3 vị giám khảo. Và bây giờ Nguyễn Khai xin mời phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời danh ca Ý Lan. Ý Lan xin nói trước tiên về tiếng hát của anh Huyền Chi Bình. Anh cất tiếng hát lên một cái là chúng tôi phải tròn mắt nhìn nhau. Một tiếng hát dày đặc của anh mà nói lên tất cả sự vững chãi trong âm nhạc mà anh đã sẵn có. Chúc mừng anh cho phần trình diễn vừa qua. Anh Duy Tài, anh phải rất là hãnh diện là Ý Lan yêu và quý tiếng hát của anh vô cùng trong cái phần trình diễn của anh vừa qua. Và bây giờ đến anh Huỳnh Nguyễn. Tôi sống ở bên Mỹ đó, thì ít có ai mà dám hỏi tuổi nhau lắm. Nhưng mà thôi, tôi về Việt Nam, cho tôi trở lại với cái sự ấm áp và thân mật của người Việt Nam. Anh có ngần ngại cho tôi biết năm nay anh 30 hay 40 tuổi ạ? À, Nguyễn Quỳnh, rất là cảm ơn Ý Lan đặt câu hỏi này, mà chắc có lẽ là có nhiều người hỏi lắm. Mình đi hát mà sao không ai khen hay hết, toàn là hỏi tuổi không à quý vị. Mình sinh 1958, 61 tuổi. Anh sinh năm 58. Dạ. Tôi sinh năm 57, vậy là anh phải kêu tôi là chị nha. Dạ đúng rồi. Rồi, vậy vâng anh, tôi nhìn anh là một người còn rất là năng động và rất trẻ trung. Nhìn thấy cái cách anh trang phục như thế kia rất là tân thời, cộng thêm tiếng hát của anh là một tiếng hát mà tôi nghe nó có một cái âm hưởng của một người nào đó mà tôi cũng rất là thương tiếng hát của anh ấy. Tôi không biết người đó với anh có quan hệ gì không, hay là anh có thần tượng người này hay không. Tôi muốn nói đến ca sĩ Nguyễn Hưng ạ. Đó là một cái câu mà phải nói là Nguyễn Quỳnh á, đi tới đâu cũng vậy mà ai cũng nói ủa anh Nguyễn Hưng về nào kìa. Mình chưa hát mà nghe nói cái câu đó mình buồn lắm. Nhưng mà mình rất là hãnh diện. Anh có nhảy được giống như Nguyễn Hưng không? Nhảy thì được nhưng mà không bằng anh Hưng. Không bằng nhưng mà thôi, làm ơn cho chúng tôi coi một vài chiêu một tí đi. Wow. Smoothly. Hay quá. Đó anh ơi, anh nhiều tài lắm. Rồi, cảm ơn anh và cảm ơn cho cái phần trình diễn của anh vừa qua. Rất là xuất sắc anh. Thế bây giờ xin cho Ý Lan đi qua với ba mỹ nữ của chúng tôi trên sân khấu hôm nay. Chị Carol Thủy, tiếng hát của chị cất lên là biết ngay nhà nghề rồi chị. Chị nói rằng là chị đi hát đã trên 20 năm. Nhất là chị hát dòng nhạc jazz hay là dòng nhạc ngoại quốc. Thì cái giọng hát nó cần một cái độ dày nhất định. Vì cái độ dày đó mà chị áp dụng vào trong dòng nhạc Việt Nam thì nó lại tăng lên thêm cái niềm cảm xúc cho người nghe rất nhiều. Cảm ơn chị đã đến với Người Hát Tình Ca ngày hôm nay và cho chúng tôi được nghe âm hưởng của chị rất là tuyệt đẹp.
Em cảm ơn chị Lan. Và chị Diễm Quyên, với tất cả những cái tâm tình mà lúc nãy chị đã chia sẻ với tất cả chúng tôi ở tại phim trường ngày hôm nay, nó là một cái điều quý hơn tất cả. Và ngay cả khi mà chị cất giọng hát, mà chị nói người thần tượng của chị là chị Khánh Ly, tôi công nhận là giống thật đó chị ạ. Hát rất hay chị. Xin cảm ơn thật nhiều ạ. Bây giờ đến chị Quế Nương. Chị ơi, chị vừa mới cất tiếng hát thì người ngồi bên cạnh tôi bảo úi cha sang quá. Chắc Thúy Miêu đã khen chị. Trong tiếng hát của chị cho Y Lan thấy một độ dày, tình cảm nó đầy đủ trong câu hát của chị. Cảm ơn chị đã đến với Người Hát Tình Ca. Xin cảm ơn Y Lan. Và Nguyễn Khang xin mời giám khảo Trác Thúy Miêu. Khi nghe đến cái đề tài rằng là những cái thí sinh ngày hôm nay sẽ là những cô chú cao niên, tôi đã hơi lo là không khéo thì thành lệ văn nghệ quần chúng kiểu như vậy. Nhưng mà không, đây là một bản lĩnh chuyên môn hoàn toàn nghiêm túc, con ngưỡng mộ. Và thật sự lúc nãy Thúy Miêu, nếu mà không vì cái màn giới thiệu nó làm mình nguội đi cái cảm xúc của nhạc phẩm thì giọt lệ nó đã đến ngang đây rồi. Cảm ơn các cô chú. Xin cảm ơn giám khảo Trác Thúy Miêu. Và xin mời giám khảo Hồ Trung Dũng. Đầu tiên là cho phép Hồ Trung Dũng được gửi lời chào cũng như là lời cảm ơn đến tất cả các cô chú đã có mặt trong chương trình tối ngày hôm nay ạ. Cái điều mà Dũng cảm nhận lớn nhất đó là một cái sự xúc động rất là lớn. Bởi vì Dũng vào nghề thì đến giờ này là chỉ mới 10 năm thôi. So với chị Thủy hay là các cô chú ở đây thì còn rất rất là ngắn. Và cái mong ước lớn nhất của Dũng trong cái đường đi hát của mình là được như cô Ý Lan và được như các cô chú anh chị ở đây, là hát làm sao thật là lâu, được khán giả yêu mến, đón nhận mình để mình hát thật là nhiều. Và quan trọng hơn nữa là vẫn giữ được cái lửa, cái niềm đam mê với cái âm nhạc. Và ngày hôm nay khi nghe các cô chú ở đây hát, con cảm nhận được đó là cái tình cảm mình đặt, dù là 30 năm trước, 20 năm trước hay bây giờ, nó vẫn mãi mãi là như thế. Cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn giám khảo Hồ Trung Dũng. Và ngay bây giờ sẽ là kết quả của vòng 1. Chúng tôi xin chia tay với cô Diễm Quyên. Rất cảm ơn cô đã đến với chương trình ngày hôm nay và xin chúc cô thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Và bây giờ chúng tôi xin được công bố số điểm của ban giám khảo và khán giả có mặt tại trường quay đã bình chọn như sau. Thưa quý vị, hiện giờ thì có hai gương mặt được số điểm rất là cao, 38,75 điểm đồng điểm với nhau. Xin được chúc mừng, đó chính là chú Chí Bình. Và gương mặt còn lại cũng 38,75. Xin chúc mừng cô Carol Thủy. Chúng tôi xin được chúc mừng với 38 điểm. Xin chúc mừng cô Quế Nương. 37,75 điểm. Xin chúc mừng chú Huỳnh Nguyễn. Và cuối cùng với 36,75 điểm. Xin chúc mừng chú Di Tài. Và ngay bây giờ chúng tôi mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 với chủ đề những tình khúc vượt thời gian. Yeah.
thấy là giám khảo đã đứng lên và nhảy cùng với không khí vô cùng sôi động. Và vừa rồi chúng ta cùng đến với ca khúc Không và Thôi. Và bây giờ thời gian dành cho 100 khán giả và 3 vị giám khảo. Thời gian dành cho quý vị dành những điểm số cho các thí sinh. Bắt đầu. Xin được cảm ơn quý vị và xin cảm ơn 3 vị giám khảo. Nguyễn Khang xin mời giám khảo Hồ Trung Dũng sẽ là người nhận xét ạ. Xin mời anh. Chắc là cho Dũng được đưa một ý kiến rất là cá nhân. Dũng sẽ không mạo muội nhận xét hay là nói về từng cô chú, mà rất là cá nhân là cái phần trình diễn nào mà Dũng thích nhất. Đó là hai cô chú đã cho Dũng cái màu nó rất là khác trên cái nền nhạc. Dù là cái nền nhạc là như thế, chúng ta vẫn xử lý rất riêng của mình, nhưng mà lại cũng rất là phù hợp với bài hát. Đó là phần trình diễn của cô Quế Nương và chú Chí Bình ạ. Xin được cảm ơn giám khảo Hồ Trung Dũng. Và bây giờ thì xin phép mời danh ca Ý Lan. Bài hát này là bài hát thời cô đã sống qua, đã nghe và đã từng hát theo. Thời đó chưa được làm ca sĩ, thành thử ra là tất cả những kỷ niệm đó nó ùa về với chính Ý Lan. Thì bây giờ tôi cũng không nói nhiều nữa, là tại vì lúc nãy nói để mà chào sân nhiều rồi. Tôi cũng chỉ xin nói lên cái điều mà tôi thích, giống như là Trung Dũng đã nói trong cái phần trình diễn này. Thì tôi lựa chọn anh Chí Bình. Và chị Nương. Còn tất cả các anh chị kia, đừng nghĩ rằng là Y Lan không gọi tên ở trong cái lần này, tức là anh chị dở, không phải. Nhưng mà nó có một cái gì đó như Trung Dũng nói, nó rất khác, đi ra khỏi cái màu của bài hát này mà vẫn giữ được cái tôi của mình. Cảm ơn anh và chị rất nhiều. Xin cảm ơn giám khảo danh ca Y Lan. Và thưa quý vị, một không khí khác nữa đã mang lại tại trường quay của chúng tôi. Nhưng mà đã đến lúc chúng ta cũng sẽ phải công bố kết quả. Một gương mặt sẽ chia tay cùng với chúng ta ở vòng 2 này. Và kết quả của chúng tôi chính là... Vâng, ai chà... Rất tiếc là chúng ta phải chia tay với chú Duy Tài ở đây. Điểm số của chú rất cao, 9,5, 10, 9,5. Tuy nhiên điểm bình chọn của khán giả là 7,38. Tổng điểm là 36,38. Trong số 5 người thì mình hơi thấp hơn một tí xíu. Nhưng mà cũng xin được gửi lời cảm ơn đến chú với những cái món quà âm nhạc mà chú đã gửi đến chương trình. Và xin chúc chú thật nhiều sức khỏe và luôn có được cái niềm vui, hạnh phúc với con đường âm nhạc của mình. Xin cảm ơn chú rất nhiều. Điểm này thì chúng tôi hơi bất ngờ, chỉ duy nhất một gương mặt của chúng ta đạt được 3 số điểm 10 tuyệt đối từ ban giám khảo và hiện đang vươn lên giữ vị trí đầu tiên. Chúng tôi xin được chúc mừng 10, 10, 10 khán giả bình chọn 9,75, có nghĩa là tổng điểm là chỉ có thiếu 0,25 nữa thôi, 39,75. Xin chúc mừng chú Chí Bình. Đứng ở vị trí thứ 2, 19,5, 10, khán giả bình chọn 8,50, tổng điểm 38 điểm. Xin chúc mừng cô Quế Nương. Đứng ở vị trí thứ 3, 19,5, 9,5, 8,38, tổng điểm 37,38. Xin chúc mừng cô Carol Thủy. Và cuối cùng, 9,5, 9,5, 9, khán giả 8,88. Xin chúc mừng chú Huỳnh Nguyễn. Xin cảm ơn rất nhiều. Và như vậy, cuộc đua ngày càng trở nên căng thẳng, cam go và khốc liệt hơn. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng đến với cuộc thi này, thắng thua không phải là vấn đề. Mà điều quan trọng là các cô chú đã mang đến những cái tiết mục biểu diễn rất là tuyệt vời, làm cho chúng tôi sống lại với âm nhạc, với những cảm xúc của những ca khúc vượt thời gian. Và bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3. Nếu xa
nhau, em xin làm mưa thu khóc anh dài những than mưa ngâu. Mưa thu buồn buồn đời anh bấy lâu, gió thu sau hát bài ca nhớ nhau. Nếu xa nhau em xin là dòng sông nhớ anh nhiều nhưng thoáng mênh mông. Khúc sông buồn buồn trôi bao lá sông, tiếng mây chiều lạc loài vương nhớ nhung. Cùng tháng năm mây thu trôi lững thững cuối trời, biết bao giờ thôi phiêu lãng. Giữa mây trôi em có nghe chăng bài tình ca, hôm nào anh đã hát cho em. Trời đã sang đông thôi anh làm yên lặng, nhớ anh dành thoáng mênh mông. Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng, biết bao giờ đời anh thôi dở dang. Cùng tháng năm mây thu trôi lững thững cuối trời, biết bao giờ thôi phiêu lãng. Giữa mây trôi em có nghe chăng bài tình ca, hôm nào anh đã hát cho em. Trời đã sang đông anh thôi làm im lặng, những đêm dài những tháng mênh mông. Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ lang, biết bao giờ đời anh thôi dở dang. Bao giờ tình yêu thôi lỡ làng, biết bao giờ đời anh thôi dở dang. Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng, biết bao giờ đời anh thôi dở dang. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác rất hay, ca khúc Nếu Xa Nhau. Với phần trình bày của bốn cô chú, mặc dù là bài là Nếu Xa Nhau nhưng mà chúng ta thấy là họ rất là đoàn kết, gắn kết lại gần nhau, đúng không ạ? Bài này có vẻ là một cái bài mà Nguyễn Khang thấy là cái giai điệu nó nhẹ nhàng nhưng phần nào nó cũng đã thổi hồn qua giọng hát rất truyền cảm của bốn cô chú. Và bây giờ thời gian dành cho 100 khán giả và ba vị giám khảo có mặt tại trường quay sẽ đưa ra những điểm số bình chọn để chọn ra ba gương mặt bước tiếp vào vòng tiếp theo. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của các vị giám khảo. Xin mời giám khảo Trác Thúy Miêu. Cảm ơn cô chú đã mang trở lại lên sân khấu một lần nữa sự minh chứng của tính thanh xuân và tươi trẻ trong các nhạc phẩm người ta gọi là xưa. Không thấy có cái nhạc phẩm nào mà nó lạc quan trong cái sự lãng mạn đến như vậy. Chính trong cái cớ để lãng mạn đó, chú Huỳnh Nguyễn bắt đầu còn có cả màu sắc diễn xuất nữa. Nhìn thấy mà thèm được lên sân khấu đứng vào vị trí của cô Carol quá. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và một lần nữa cô Quế Nương và chú Chí Bình giữ cho nhạc phẩm này một cái màu mà Miêu chưa từng thấy ai thể hiện trước đây. Và cô chú đã điều tiết cái ống ả vốn dĩ trong giọng hát của mình. Thật sự là Miêu nghĩ là hai người này mà làm một cái cặp song ca là đắm chìm cả khán giả. Cô chú đã cho Miêu một cái đặc sản hết sức là đúng chất tân nhạc cải cách. Một bản biểu diễn thật tuyệt vời. Miêu cảm ơn. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của giám khảo Ý Lan. Những suy nghĩ của Thúy Miêu cũng là những suy nghĩ của tôi. Và đặc biệt là khi mà anh Huỳnh Nguyễn bước từ trên cao xuống để đến gần với lại chị Thủy, thì tôi thấy rõ là anh có một cái tố chất của một người ca sĩ có sự diễn đạt rất là đặc biệt. Tôi chỉ ước chi mà chị Thủy quay lại để mà trao cho anh một ánh mắt hay là một sự ân cần nào đó, một sự đón nhận nào đó, thì cái hình ảnh nó sẽ
hoàn hảo hơn rất là nhiều trong phần trình diễn này. Tuy nhiên, mỗi một người đều mang cho chính Y Lan trở lại với cái thuở 15-16 tuổi của mình, thuở Y Lan mơ mộng nhiều nhất. Y Lan nhớ là cái thời đó mình nghĩ giận nhau là coi như là mất hết nhau rồi, sẽ không bao giờ còn có thể được gặp lại nhau hay là được có cái cảm xúc thương yêu đó nữa. Nhưng mà ai dè đâu, sanh ra luôn 5 đứa con đó. Thưa quý vị, lần đầu tiên thấy danh ca Ý Lan nói mắc cỡ, mặt đỏ. Bây giờ xin mời phần nhận xét của giám khảo Hồ Trung Dũng, mời anh. Riêng bài này thì Dũng lại hơi khác với hai giám khảo còn lại, là Dũng lại nghiêng về phong cách trẻ hơn một chút. Người mà Dũng thích nhất và Dũng thấy là có tất cả mọi cái yếu tố ở đây, giọng hát, tinh thần cái bài hát và cả diễn xuất, đó chính là chú Nguyễn Huỳnh ạ. Cảm ơn chú rất là nhiều bài hát vừa rồi. Chính chú đã là người làm Dũng phải ghi cái chữ nếu sai nhau vào cái tờ giấy này để biết rằng là trong cái dự án tiếp theo của mình khi hát nhạc xưa chắc chắn là Dũng sẽ hát bài này. Cảm ơn chú. Bây giờ đây thì cho phép Nguyễn Kha mời các cô chú chúng ta quay trở về cái vị trí của mình và đứng đúng cái vị trí để chúng ta sẽ cùng đến với kết quả nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng biết được kết quả, ba gương mặt sẽ bước vào vòng hát đơn. Và kết quả của chúng tôi chính là... Vâng, rất tiếc là chúng ta sẽ phải chia tay cô Carol Thủy ở đây với số điểm là 9,5. Điểm số của ban giám khảo rất cao. Tuy nhiên điểm số bình chọn của khán giả là 6,38 và tổng điểm của cô là 34,38. Cảm ơn cô Carol rất nhiều và xin chúc cô sẽ luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc với con đường âm nhạc của mình. Cảm ơn cô ạ. Như vậy chúng ta cùng chúc mừng cho top 3 còn lại sẽ bước vào vòng thi hát đơn. Và điểm số theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau. Điểm số cao nhất 10,9,5, 10,9,75, tổng điểm 39,25. Xin chúc mừng chú Chí Bình. Tiếp theo 10,9,5, 10,9,25, tổng điểm 38,75. Xin chúc mừng cô Quế Nương. Và gương mặt ở vị trí số 3, 10,10,10,6,75, tổng điểm là 36,75. Đó là số điểm của chú Huỳnh Nguyễn. Xin chúc mừng. Và như vậy là chúng ta đã biết được kết quả của top 3. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với vòng 4, vòng thi hát đơn với chủ đề Những tình khúc vượt thời gian. Điều ca dao chạy bên hiên sao
vẫn ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu dừa, ba giá miếng dừa đường mòn xưa dài nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn ngồi một mình nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Thưa quý vị, tiếng hát rất ngọt ngào của cô Quế Nương. Xin mời cô bước lên đây ạ. Cô như là một người kể chuyện nhẹ nhàng dẫn dắt chúng ta vào trong câu chuyện của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sự bình chọn của 100 khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay dành cho tiếng hát của cô Quế Nương. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nguyễn Khang xin phép mời giám khảo Hồ Trung Dũng sẽ là những người nhận xét trước cho cái tiết mục của cô Quế Nương ạ. Xin mời. Có lẽ là ký ức của anh Dũng có gắn với cái bài này hoặc là một cái câu chuyện nào đó khiến cho anh rất là xúc động. Bởi vì trong lúc nghẹn ngào đó, Nguyễn Khang xin mời danh ca Ý Lan có thể chia sẻ được không ạ? Chị ơi, hôm nay chị hát bài này, Ý Lan cảm nhận được cái tình cảm đẹp của một vùng quê mà có sông nước, mà có hình ảnh chân chất yêu thương của gia đình, của anh chị em. Cảm ơn chị đã đưa một bài hát với đầy cảm xúc đến với Y Lan, và phần trình diễn của chị rất đẹp. Cảm ơn chị rất nhiều chị Nương. Lại nói về ẩm thực nữa thưa quý vị, món cháo cá rau đắng nó là một cái món mà gọi là dân dã nhưng mà người miền Tây cực kỳ thích. Nguyễn Khang biết là ở đây có một cái chị rất là sành về ẩm thực. Xin mời chị Trác Thi Miêu. Cảm ơn cô đã tha thướt, điềm đạm, không cần ồn ào như cái cách cô hát, như cái cách cô nhả chữ, điềm đạm, dễ chịu. Nhưng mà mới thấy tiếng miền Nam mình đúng chính tả chứ ai dám nói sai. X và S cô phát âm rất đẹp. Cái chữ R của người miền Nam trong từng giọt Nam Bộ mà cô nhả ra như vậy, con đắm đuối về hình ảnh,
cho mắt nhìn và cả về tai nghe một cái đẹp vừa thị thành vừa dân dã, hòa quyện dễ chịu vô cùng. Rất cảm ơn cô. Xin cảm ơn giám khảo Trác Thí Miêu. Nguyên Khang xin hỏi anh Dũng là cái điều gì mà khiến cho anh chạm vào cái cảm xúc của mình trong ngày hôm nay? Hôm nay con rất là giận cô, bởi vì là 10 năm đi hát của con là chưa bao giờ khán giả thấy con khóc bao giờ hết. Mà hôm nay là cô làm cho con xuất hiện truyền hình là khóc, nên là con rất là giận cô. Thực ra là trước khi cô bước ra con chưa có suy nghĩ nhiều, nhưng khi cô vừa bước ra một cái thì tự nhiên ngay lập tức con được gợi nhớ đến má của con. Và má con thì mất đến giờ này là 16 năm rồi. Có những điều là con nhớ, ví dụ như là cái áo dài của cô, là cái style của má con hay mặc, là áo dài in lập thể hoặc là in hoa như vậy. Và má con là người hát không có hay, nhưng mà có một bài duy nhất mà má con hay hát ở nhà, đó là bài Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. Hồi đó con nhỏ, cái rau mà con ghét ăn nhất mà má bắt ăn hoài đó là rau đắng. Trưa nào cũng vậy, ăn hoài, phát mệt luôn, phát ngán luôn. Nhưng mà đến bây giờ thì mỗi lần mang rau đắng thì con lại nhớ đến má của con. Vì thế là ngày hôm nay thì con nói là giận thì con đùa thế thôi. Chứ con cảm ơn cô rất là nhiều, bởi vì đã mang một cái khía cạnh rất là khác của con ra mà con không dễ dàng chia sẻ với ai. Và cảm ơn cô rất là nhiều. Yeah. Cái câu chuyện về cái người mẹ đã rời xa Dũng 16 năm rồi, nó đã quay trở lại qua một cái ca khúc này. Thì Khang muốn mời Dũng lên ôm cô một cái thật là chặt, cũng giống như là hình ảnh của một người mẹ. Sao cô? Cảm ơn anh Dũng. Nếu như mà bạn còn đang sống với mẹ của các bạn thì hãy hiếu thảo, hãy trân quý tới tình cảm đó. Một lần nữa xin hãy dành một tràng pháo tay cho cô Quế Nương. Cảm ơn. Có những nỗi cô đơn, có những cảm xúc không phải diễn tả được hết bằng lời. Thu sang đông tới, một người đàn ông mãi chờ đợi, để rồi tự thốt lên: chờ em chờ đến bao giờ? Mấy thu thuyền đã sang bờ. Có lẽ cái sự cô đơn, cái sự nhẫn nại ấy, thu sang đông tới là vòng tuần hoàn của đất trời, nhưng cái sự chờ đợi của anh thì mãi trong vô vọng. Để rồi anh tự thốt lên là: tôi đã trở thành kẻ phụ tình, kẻ bạc tình, khi mà tôi không thể nào đón em vào trong trái tim tôi. Và hôm nay với tâm sự ấy, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một nhạc phẩm, một tuyệt phẩm đúng hơn, của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Chờ Người, với phần thể hiện của thí sinh chú Chí Bình. Đâu mà thương.
để anh thành kẻ bạc tình, cầu xin cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay muôn đời anh vẫn chờ. Xin cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay muôn đời anh vẫn chờ em. Cầu xin cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay muôn đời anh vẫn chờ. Xin được cảm ơn chú Chí Bình và cảm ơn các bạn nhóm múa. Cảm ơn các bạn. Cái bài này nó có một cái hay mà Nguyễn Khang cảm thấy rất là xúc động. Thật ra thì những câu chuyện về những người phụ nữ chung thủy chờ đợi một người đàn ông thì chúng ta nghe rất là nhiều trong âm nhạc. Nhưng mà cái bài này thì nó đặc biệt ở chỗ là dù có qua bao đắng cay muôn đời anh vẫn chờ em, để cho thấy cái người đàn ông ấy luôn luôn chờ mong cái người phụ nữ ấy quay trở về với mình, dù rằng đôi khi nó là cái sự chờ đợi vô vọng. Và thật sự hôm nay cái chương trình của mình là người hát tình ca, con ngồi ở dưới con thấy đây là đúng là người hát tình ca luôn, và thật sự là một người đàn ông hát tình ca đang có mặt trên sân khấu của chúng ta, đúng không quý vị? Và bây giờ chúng ta sẽ dành sự bình chọn cho chú 100 quý vị khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo có mặt. Thời gian bình chọn bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nguyên Khang xin phép được mời danh ca Ý Lan. Mời cô. Anh hát hay quá. Anh hát dòng nhạc quá đẹp, chạm vào tim, nồng ấm. Ngay cả cái khi mà anh nức nở trong tình yêu qua bài hát, nó không trọn vẹn ở nơi đây cho chúng tôi thấy, mà chúng tôi chỉ được cảm nhận thôi, là bởi vì anh đã sống trong bài hát đó một cách trọn vẹn. Anh hát như thở. Mà đối với tôi, hơi thở khi mà một người hát tình ca nó quan trọng vô cùng. Nó làm cho chúng tôi bị thôi miên. Anh ạ, tôi nói cái gì bây giờ? Sau những cái suy nghĩ đó của tôi chỉ biết nói rằng anh tuyệt vời. Không ít nhất 2 lần giám khảo Trác Thúy Miêu đã sử dụng cái vạt áo của mình để len lén chậm cái dòng, không biết phải là dòng nước mắt hay không, thì Nguyễn Khang nghĩ chắc là có một cái điều gì đó, cái cảm xúc trong chị, đúng không ạ? Xin mời chị chia sẻ. Thưa chú, nốt đắt nhất trong bài này, khi chú nức nở "Ôi em ra đi về nơi xứ xa", chú có nấc
cái nấc sở trường của chú, để rồi chú nuốt liền giọt lệ, giọng chú khô rang và đầy tính trầm ngâm. 10 năm. Chữ 10 năm của chú con có thể nghe đi nghe lại xong suốt 10 năm mà không ngán. Cái 10 năm đó là một cái gật đầu nhẹ của người đàn ông nhìn lại một quãng đường trời đã chẳng thương mình, để anh buộc thành kẻ bạc tình. Và con không chỉ yêu tác phẩm, yêu giọng hát, mà chú đã bắt con phải ái mộ chú một cách vô điều kiện. Con cảm ơn chú. Xin cảm ơn giám khảo Trác Hiếm Miêu. Và xin chúc cho chú sẽ luôn giữ được cái sự nồng nàn và đặc biệt là thật nhiều sức khỏe để cháy mãi với cái niềm âm nhạc chú nha. Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Dạ. Xin cảm ơn. Một trong tay cho chú Chí Bình. Thưa quý vị, nói về sự chung tình, chờ đợi, thủy chung của người đàn ông thì không chỉ có những giai điệu buồn man mác về tình yêu đâu, mà đôi khi nó còn có cái sự mạnh mẽ, hùng dũng và pha một chút vào đó là cái sự sôi động. Đây, để minh chứng cho quý vị, chúng tôi giới thiệu quý vị một người đàn ông mà cái cách yêu của anh ấy, cái si tình của anh ấy, nó như là một trận bão tố cuồng phong, nó mạnh mẽ, len lỏi vào cuộc đời của người phụ nữ. Và chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Trái Tim Tình Si và chào đón phần thể hiện của chú Huỳnh Nguyễn. Trái tim ơi, trái tim yêu này về đâu? Ta đi tìm từng năm tháng, những phút đam mê trong tình yêu. Đôi mắt ai yêu kiều, hỡi tóc mai trong chiều nắng, có biết ta mong chờ mãi dù từng ngày phôi pha. Tìm một trái tim, ơi trái tim yêu này về đâu? Ta đi tìm từng năm tháng, những phút đam mê trong tình yêu. Đôi mắt lại yêu kiều, hỡi tóc mai trong chiều nắng. Có biết ta mong chờ mãi, dù từng ngày phôi pha. Xa dấu cho đường kia cuốn ta về đâu.
Cảm ơn Vũ Đoàn rất nhiều. Trời ơi chú ơi, chú đã làm được một cái điều mà không ai tin được. Con nói chú nghe nè, bây giờ chú làm cho cái sân khấu này nó không phải là cái cuộc thi nữa, mà nó giống như là một cái vũ trường ngày xưa á. Tức là chú hát ở đây là ở dưới là khán giả nhảy đùng đùng. Mà cái đai áo không thèm cài lại vậy đó, để phật phè chơi vậy đó. Mà thưa quý vị chưa đâu, ở dưới còn rách nữa. Đó. Cái đó là nó dữ dội. Xin mời 100 quý vị khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay. Chúng ta sẽ dành những điểm số cho phần thể hiện vừa rồi của chú Huỳnh Nguyễn. Xin mời. Gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em hỡi em có hiểu có hay. Tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em im nhiên chiếm ngự hồn anh. Em ơi, ngồi đây thương bóng thương mình, ngồi đây tơ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quay. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm, hay là trăng sáng cả đường đêm. Để anh đưa đón em sớm chiều, trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình kề bên, còn lo thương nhớ người yêu. Tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin anh nhớ cho rằng anh im nhìn chiếm ngự hồn em. Em ơi, ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Anh ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm, hay là trăng sáng dọi đường đêm. Để anh đưa đón em dẫn chiều, trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Trọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu.
vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác rất là nổi tiếng, ca khúc Lại Nhớ Người Yêu, với phần thể hiện của 6 ca sĩ trên sân khấu này. Ngay bây giờ, Nguyễn Khai xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay, 3 vị giám khảo, chúng ta sẽ dành những điểm số cho những thí sinh. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ Nguyễn Khang xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng làm quen với 6 gương mặt trên sân khấu này. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với cô dâu đứng ở vị trí số 1. Rồi, em giới thiệu về mình đi, em tên gì, đến từ đâu? Dạ, em tên là Lâm Minh Thảo, em tới từ Vĩnh Long. À, em là hiện đang sống ở Vĩnh Long hay ở Sài Gòn? Dạ, ở Sài Gòn. Em ở Sài Gòn. Em đi theo con đường ca hát này được bao lâu rồi? Dạ, mười mấy năm rồi ạ. Mười mấy năm rồi? Dạ. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón chàng trai thứ hai. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không? Xin chào Nguyên Khang. Huy Luân xin được chào ba vị ban giám khảo và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Người Hát Tình Ca. Luân thì khỏi phải hỏi là đến từ thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thưa quý vị, có một điều rất là đặc biệt là Huy Luân học chung trường với Nguyên Khang, mà hai đứa đều đi theo cái nghề là không có liên quan gì đến cái nghề anh học nữa. Luân là học bách khoa, ngành gì? Luân học quản lý công nghiệp. Quản lý công nghiệp. Khang cũng học bách khoa, Khang đi học điện, cho nên là đứa giờ đứa làm ca sĩ, đứa làm MC. Thế thì Luân có thể cho mọi người biết là cái dòng nhạc mà Luân hát là thường dòng nhạc gì? Hôm nay Luân cũng rất là can đảm vì mình đá chéo sân chút xíu. Tại vì bình thường thì Huy Luân đi hát ở phòng trà thì Huy Luân hát nhạc trữ tình. Hát nhạc trữ tình đúng không ạ? Nhưng mà mình cũng có tham gia một vài cuộc thi về bolero và mình cũng yêu thích dòng nhạc này, cho nên hôm nay mình cũng mạnh dạn tham gia cuộc thi này. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta chào đón bạn ấy đến với đêm thi ngày hôm nay với chủ đề Bolero. Cảm ơn Luân. Bây giờ chúng ta cùng qua cô gái này. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình không? Lời đầu tiên cho phép Bảo Hân xin được gửi lời chào đến ba vị giám khảo và các quý vị khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Bảo Hân và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hân hát dòng nhạc gì? Thường thì em hát dòng nhạc trữ tình, dân ca và bolero. Cảm ơn em rất là nhiều, xin cảm ơn em. Bây giờ chúng ta qua với chàng trai phía bên đây. Xin chào bạn. Chào anh Nguyên Khang. Bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Minh Hoàng, hiện tại thì em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì dòng nhạc của bạn là gì Hoàng? Dòng nhạc, sở trường của em là dòng nhạc trẻ và sử ca. Em hay hát những cái bài sử ca và chắc là cũng sẽ mặc đồ hóa trang như là Vua Hùng hay Lạc Long Quân gì đó đúng không? Dạ đúng rồi. Vâng, cảm ơn em rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ... hai đứa mình hợp ghê chưa? Em biết anh mặc đồ đỏ cho nên là em cố tình chọn đó anh. Ôi, em với anh Hà giống nhau quá vậy? Sao cứ biết anh là sẽ mặc đồ đỏ không vậy ta? Trời đất ơi là trời. Em ơi, con gái người ta đẹp lắm, em đừng có so sánh. Em đâu có so sánh, em đang nói là tụi em ăn ý với nhau. Người ta này nhìn thế này, thấy không? Thấy ba cái đồ đỏ đẹp không? Đẹp không? Hợp không? Kim tuyến xin xa, xích ra. Xích ra. Em lại xích vô. Bây giờ bạn giới thiệu đôi nét về mình, bạn tên gì? Dạ chào anh và chào ba vị ban giám khảo cũng như là chào tất cả quý vị có mặt trong trường quay. Em là ca sĩ Lưu Trúc Ly. Em đến từ Tiền Giang. Và dòng nhạc mà em đeo đuổi đam mê đó là dòng nhạc bolero ạ. Mà gái miền Tây thì không biết là có biết hẳn chuyện hát dòng cổ hay cải lương không em? Dạ cũng có biết chút chút ạ. Rồi làm vài câu tặng khán giả bà con nghe chơi. Tại vì hôm nay con có hơi bị nghẹt mũi á. Mà nếu như mà con hát chưa có chuẩn lắm thì con cũng mong là cô, hai anh và quý vị ở đây đừng có xí hổ con nha. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng thơ, tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm trường. Trời ơi, cái đó là bị nghẹt mũi đó nha quý vị. Có nghĩa là không nghẹt là nó còn lên tới đâu nữa. Quá hay, cảm ơn em. Dạ, xin cảm ơn quý vị ạ. Bây giờ chúng ta có thể giới thiệu đôi nét về mình đi. Chào Minh. Xin chào Nguyên Khang. Hoàng Nhật Minh xin gửi đến ban giám khảo cũng như tất cả quý vị khán giả lời chào trân trọng nhất. Minh có thể cho mọi người biết cái dòng nhạc mà Minh thường hay hát là dòng nhạc gì? Hoàng Nhật Minh thì thường hát nhạc trữ tình là nhiều. Và nhạc giống như nhạc ngoại lời Việt. Chứ thật ra bolero thì cũng có biết.
một số bài chứ không có chuyên lắm. Không phải chuyên hát bolero ha. Xin cảm ơn Minh rất là nhiều. Cảm ơn Khang. Thưa quý vị, như vậy ngay bây giờ chúng ta đã làm quen với lại 6 người chơi rồi. Và bây giờ Nguyễn Khang xin được trân trọng kính mời nam ca sĩ Vũ Hà. Cho phép Vũ Hà sẽ nhận xét ba bạn bên này trước nha. Một bài hát về bolero và các bạn kể bằng một câu chuyện và mỗi bạn chỉ kể một đoạn thôi. Thì Vũ Hà cảm thấy là ba bạn vừa rồi hát và kể nó chưa có thấm lắm. Bạn Huy Luân không phải là cái dòng nhạc của em, cho nên là khi mà lúc đầu em hát câu đầu mà anh cảm giác như nó chưa tới lắm. Thì anh nghĩ là qua vòng sau em cố gắng, khi mà hát vào bài hát nào đó thì em phải đặt tình cảm thật là nhiều vào. Còn bạn là da trắng như sứ, nhìn em rất là đẹp và em hát rất là bình tĩnh, tự tin. Thì anh nghĩ là em sẽ là một nhân tố bất ngờ trong đêm nay. Còn bạn có một cái áo rất là dễ thương. Công chúa tóc mây anh. Ồ, công chúa tóc mây. Dạ, em tự đặt luôn á. Dạ. Có thể là vì em mặc cái áo nó bị nó to quá hoặc là nó rộng quá, cho nên giọng hát của em nó cũng khó xoay sở. Rồi, cảm ơn em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nam ca sĩ Hồ Trung Dũng, mời anh. Anh Vũ Hà đã có những lời nhận xét cho ba bạn ở bên trái rồi, thì cho phép Dũng được nhận xét ba bạn bên phải. Xin chào những đồng nghiệp của Dũng ở đây. Tất cả mọi người ở đây đều đã là ca sĩ hết trơn rồi. Cho nên những cái lời góp ý ngày hôm nay nó cũng chỉ mang tính là của một người đồng nghiệp chia sẻ hoặc là một khán giả chia sẻ mà thôi. Thì riêng với lại ba ca sĩ ở bên tay phải thì Dũng cảm thấy khá là bất ngờ. Thứ nhất là bạn nữ, bạn Trúc Ly. Em rất là xinh, em có một cái sự ngọt ngào trong cái giọng hát của mình. Nó chân chất, chất phát, tự nhiên lắm. Và cuối giọng á, những cái nấc nấc, gắt gắt đó, nó lại làm cho bài hát trở nên nó lạ hơn. Anh chỉ mong là tùy cái bài hát mình tiết chế cái phần nó lại chút xíu để nó không bị lấn lướt cái phần hát của mình. Nhưng mà thật sự là anh thích cái phần vừa rồi của em. Người thứ hai đó là bạn Minh Hoàng. Anh thấy rằng là cái giọng hát của em nó có một cái cách hát bolero của những ca sĩ hồi xưa, đặc trưng của cái thời đó. Và càng bất ngờ hơn nữa khi mà anh biết là bình thường em không hề hát nhạc bolero. Bởi vì anh nghĩ rằng là em là một trong những người hát bolero tốt nhất trong bài hát đầu tiên này. Cho nên là xin được chúc mừng em. Dạ, cảm ơn. Và xin chào Hoàng Nhật Minh. Lâu lắm rồi mới gặp lại Minh. Rất vui khi lại được nghe tiếng hát của Minh. Khi mà biết rằng là Minh sẽ tham gia ở cái bảng thi lần này á, thì thật sự là anh rất là bất ngờ. Tại vì chưa bao giờ nghĩ rằng là Hoàng Nhật Minh sẽ hát bolero cả. Đúng như cái ban đầu mà khi Nguyên Khang có hỏi Dũng là Dũng mong đợi điều gì, thì đó chính là tính cá nhân của mỗi con người. Mà miễn chúng ta cảm được nó và thổi hồn vào nó một cách tự nhiên nhất thì nó sẽ là thành công. Và với cái tinh thần đó thì là anh nghĩ là Hoàng Nhật Minh đã rất là thành công trong bài hát đầu tiên này. Cảm ơn Minh. Xin cảm ơn ba vị giám khảo rất nhiều. Thưa quý vị, và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ biết được kết quả. 5 gương mặt đèn còn sáng sẽ đi tiếp và 1 gương mặt đèn tắt chúng ta sẽ chia tay nhau ở đêm thi ở vòng đầu tiên này. Và kết quả của chương trình chính là vâng, thưa quý vị, như vậy rất tiếc là chúng ta sẽ phải chia tay ở vị trí số 1, đó chính là Minh Thảo với số điểm là 35,8. Cảm ơn Minh Thảo rất nhiều. Và chúng tôi xin được cập nhật số điểm từ cao xuống thấp như sau. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của Người Hát Tình Ca. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện góc thông già. Chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy
đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không anh, ngày Chúa Nhật, ngày của riêng mình. Anh phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lư thư chìm dưới sương mù. Quỳ bên nhau trong góc giao đường, tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cớ xa duyên tình thắm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm dấu nhà người. Âm thầm anh tiếng thương đời, đau buồn em không chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm tiền thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lành buông tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đá u buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương. Tiếng đưa người quên đôi đôi, quên cả tình yêu. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó trốn phong ba em làm dấu. Anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm tiếng vui. Ta về gom góp kỷ niệm tiếng vui. Ta về và đó là ca khúc Thành phố buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương với phần hòa giọng của năm ca sĩ trên sân khấu. Và ngay bây giờ, thời gian dành cho 100 khán giả và 3 vị giám khảo sẽ đưa ra những điểm số cho các gương mặt này. Thời gian của quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ Nguyễn Khang xin mời phần nhận xét của danh ca Ý Lan. Xin cho Ý Lan được nhận xét về nhóm bên này trước đi, rồi nhóm bên kia sẽ để dành cho một người giám khảo khác. Minh Hoàng và Trúc Ly là hai giọng hát mà cô có cảm nhận rằng rất là phù hợp với dòng nhạc bolero. Trong phần trình diễn này đó thì cô lại cảm thấy là Trúc Ly hát vừa đúng tông của mình, một giọng hát rất là sáng. Đó là một cái lợi điểm cho Trúc Ly. Con cảm ơn cô. Và riêng về Minh Hoàng thì cô nói trở lại là tiếng hát của Minh Hoàng hát ra là nghe ra là một người hát dòng nhạc bolero. Tuy nhiên trong cái bài hát này, Minh Hoàng hát có những cái câu mà cô nghe nó hơi bị chênh phô. Đó, thành ra Minh Hoàng nếu mà đi vào trong cái phần tới thì để ý dùm cho cô, đặc biệt là những cái nốt mà Minh Hoàng xuống đó, nó hơi bị không được rõ cái phát âm của mình đó nhá. Cảm ơn
Minh Hoàng và Trúc Ly cho cái phần trình diễn vừa qua. Rồi bây giờ cô Ý Lan muốn nói đến Hoàng Nhật Minh. Bài hát này là một bài hát chuyên trị của Bolero. Thế nhưng mà khi Hoàng Nhật Minh hát, cô có cảm nhận là Hoàng Nhật Minh hát ở một khí thái và một phong cách rất đặc biệt. Người ca sĩ khi mà mình hát một dòng nhạc mà mình đi ra khỏi ngoài cái sự an toàn của mình, tức là nó không phải là ở trong cái sở trường của mình, mà mình đạt được, mình làm cho cái bài hát nó mới mẻ, nó khác đi. Đó là một cái sự thử thách rất lớn, và Nhật Minh đã làm được điều này đối với cô Ý Lan coi như là hoàn hảo trong phần trình diễn vừa qua. Cô cảm ơn Hoàng Nhật Minh rất nhiều. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Xin mời nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Thực ra khi mà nghe là vòng 2 sẽ là bài Thành Phố Buồn, thì anh có nói với lại cô Ý Lan là đây là một bài hát rất đặc biệt. Bởi vì thông thường thì mình hay phân loại ra là dòng bolero, rồi dòng trữ tình. Nhưng là đây là một bài hát mà chúng ta có thể chọn theo cách xử lý mà mình muốn, đều rất phù hợp. Ca sĩ trữ tình hát cũng được theo kiểu trữ tình, bolero bao nhiêu phần trăm cũng làm được hết. Và ngày hôm nay thì năm bạn xử lý ở đây là bằng chứng cho cái chuyện đó. Hoàng Nhật Minh thì làm theo kiểu hoàn toàn là một kiểu rất là thẳng, rất là sáng, rất là phủi phủi, của một cũng như là hoàng tử hát bolero ít bao giờ nghe, nhưng nó lại rất là phù hợp với hình ảnh lần này. Bên này thì mình có hai nhân vật cũng là hai trường phái xử lý hoàn toàn ngược nhau. Hôm nay thì với bài này thì Huy Luân đã về với lại sở trường của mình trở lại hơn rồi, đúng không? Trữ tình. Còn đối với lại Bảo Hân thì em vẫn trung thành với cái niềm đam mê nhất của em là bolero. Thì anh sẽ nói về Hân trước đi. Cái bộ váy này, làn da của em, tóc này và ngay cả giọng hát của em, nó rất là ăn rơ với nhau. Nghe bolero qua em hát á, nó cảm giác nó hơi kiêu sa, và anh thích điều đó. Dĩ nhiên có những cái chỗ xử lý về cái giọng, kể cả về cao độ, đôi khi lẫn cả cường độ, em đôi khi bị mất một vài cái nốt nhỏ nhỏ. Nhưng mà về nhìn chung thì anh nghĩ rằng là em đã làm khá là tròn trịa bài hát này. Và là anh rất là hy vọng em sẽ đến được một khúc khác trong những vòng sau để cho anh nghe nhiều hơn cái chất kiêu sa của em. Cảm ơn em. Và với Huy Luân thì anh nghe Huy Luân hát nhiều lắm rồi, và từ xưa đến giờ anh đều rất là quý giọng hát của Huy Luân. Thấy được cái sự trầm tĩnh, một cái nét đàn ông, nó không có bốc đồng. Và em hát bài hát nào nó cũng theo dạng, theo cái phong cách đó của em. Em trung thành với phong cách đó. Bài hát Thành Phố Buồn á, lẽ ra anh nghĩ là em sẽ hát tốt hơn rất là nhiều, anh nói thật. Nhưng mà không biết tại sao thì anh lại cảm giác là em hơi bị căng thẳng, hơi bị khớp, cho nên nó bị ghì cái giọng hát của mình lại. Trong khi giọng em không cần phải có độ ghì đó, vì giọng em đã rất chắc rồi. Em không cần kéo nó xuống thêm miếng nữa, mà em thả lỏng mình ra thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Cảm ơn em. Xin cảm ơn nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Vâng, thưa quý vị, như vậy là với ca khúc Thành Phố Buồn, cá nhân của mỗi vị giám khảo của chúng ta lại có những cái cảm nhận rất là riêng, bởi phong cách trình bày của các thí sinh lúc này đã rõ rệt hơn rất nhiều so với vòng thi đầu tiên. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi xem kết quả gương mặt nào sẽ đi tiếp và gương mặt nào sẽ chia tay chúng ta. Kết quả của chúng tôi chính là... Vâng, thưa quý vị, như vậy rất tiếc chúng ta chia tay Minh Hoàng ở đây. Số điểm của Minh Hoàng là 36 điểm. Và theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp như sau. Như vậy là chỉ còn có một vòng thi nữa thôi, chúng ta sẽ chia tay một gương mặt nữa. Và ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3 của Người Hát Tình Ca. Dạ từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại thơm ước nguyện trọn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Anh ơi
phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Lúc ta sống vậy, cầu mong sao xuyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Lòng anh tái thế, hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ, nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết chăng em thương em nhớ em tất cả là làm sao quên được phút giây êm đềm, cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em, cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là chúng ta vừa đến với hai cặp rất là đẹp đôi trên sân khấu với ca khúc Thao Thức Vì Em. Và lúc này đây thì sẽ rất là khó cho ban giám khảo của chúng ta trong đêm nay. Và bây giờ 100 khán giả có mặt tại trường quay và ba vị giám khảo sẽ dành những điểm số cho những ca sĩ trên sân khấu. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ Kim Khang xin được mời năm ca sĩ Vũ Hà, mời anh. Bốn em mỗi người có một chất giọng riêng. Em Nhật Minh với em Trúc Ly thì giọng hát từng trải hơn, nghe thì chạm được đến trái tim người nghe. Còn hai em bên này, anh thích nhất là giọng của Bảo Hân. Bài hát này em hát rất tốt, anh thích nhất trong bốn em. Còn bạn Huy Luân, em có lo lắng gì không mà anh có cảm giác cái giọng em nó hơi bị cứng một chút? Thật sự thì em cũng có hơi hồi hộp một tí xíu, tại vì những bài hát này là những bài mà lần đầu tiên em hát, cho nên chắc có thể là em chưa có thấm bài này lắm. Anh này nghĩ là chắc vì em đứng bên người đẹp quá đó, sao cái em lo đúng không? Anh nói đùa thôi, cho em thoải mái lên. Chứ thật sự thì đây là vòng đối kháng thì anh nghĩ là các em phải trân trọng từng câu và các em phải kiếm cách làm sao để xử lý. Và đặc biệt các em phải canh cái người hát trước của mình nó hát như thế nào, thì sau cái phần của mình hát thì các em làm sao để mình nổi bật hơn, và mình phải luồn lách làm sao để cho cái giọng mình nổi bật hơn, thì lúc đấy các em sẽ thắng cái phần đối kháng này. Cảm ơn các em. Vâng, Nguyễn Khai xin mời danh ca Ý Lan, xin mời cô. Công nhận với lại Vũ Hà một điều là cái cô da trắng như ngà kìa. Dạ, Bảo Hân. Đó, Bảo Hân đó, xinh quá là xinh. Và đặc biệt là trong bài hát này, con đã cho cô nghe được cái chất giọng nguyên thủy của con, rất là tình tự, mà rõ ràng trong cái cách hát của Bolero
cô vẫn thích lắm trong cái phần trình diễn vừa qua của con. Bài hát này con đã đạt được trong trái tim cô một cái chỗ đứng rất là tốt. Cảm ơn con rất nhiều. Riêng về phần Huy Luân, cô có cảm tưởng đây là cái bài hát mà Huy Luân hát từ đầu buổi cho đến bây giờ mà cô thích nhất. Cô nghe được ở trong bài hát này, Huy Luân đã đặt tâm hồn của mình vào từng câu chữ để trao cho người đẹp kia. Thành ra Luân ơi, cô thích vô cùng cái phần trình diễn của con lần này. Mà khi mà Luân hát á, nó rõ ràng từng chữ. Nếu mà cô bảo rằng là nó không giống bolero, nó không phải là bolero, nó cũng không đúng. Là vì bolero nó có thể đi trở thành nhiều màu sắc lắm. Và cái màu sắc của con làm trong cái bài hát này, cô ưng ý vô cùng. Huy Luân ơi, cứ giữ như vậy, nếu mà còn vào vòng trong thì là nhất định phải cứ như thế. Chắc nhờ cái giọng hát của bạn Huy Luân cho nên mới tôn được cái giọng hát của bạn Bảo Hân. Rồi, thôi, như vậy là một thành công trong cái sự đối đáp của màn trình diễn vừa qua. Cô chia vui cùng với lại hai em. Xin cảm ơn cô Ý Lan. Bây giờ qua cái bên này chứ, chưa ai nói bên này. Trúc Ly có một cái giọng hát rất là bolero. Ngay từ đầu cô đã nhận xét ra điều này, nó rất là sáng. Nhưng mà một cái cách nào đó mà cô có cảm tưởng là Trúc Ly đã đẩy cái sự sáng trong tiếng hát của mình nó hơi quá đi. Cho nên có những cái nốt mà cô nghe ra nó bị chênh phô. Cô hơi tiếc ở trong cái điều này. Nếu mà có thể đi tiếp được trong lần tới thì nhớ để ý kiểm soát lại cái giọng hát của mình để giữ cho nó đều và nó rất là vững chắc trong các nốt nhá. Cảm ơn Trúc Ly rất là nhiều. Hoàng Nhật Minh, Nhật Minh vẫn là số 1 của cô. Cô thích lắm, cô chia vui. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Và thưa quý vị, như vậy là với những chia sẻ của ban giám khảo ngày hôm nay, có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi ngay bây giờ kết quả từ 100 khán giả có mặt tại trường quay cùng với 3 vị giám khảo để xem gương mặt nào sẽ đi tiếp và gương mặt nào sẽ chia tay với chúng ta. Ngay bây giờ hãy cùng đến với kết quả của chương trình. Vâng, thưa quý vị, như rất tiếc là chúng ta sẽ phải chia tay Trúc Ly. Và điểm số của Trúc Ly là 36,6. Nhìn vào danh sách này thì thật sự đã có một cuộc hoán đổi vị trí một cách ngoạn mục. Và theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp như sau. Và như vậy, ba gương mặt của chúng ta sẽ bước tiếp vào vòng thi hát đơn. Cảm ơn Trúc Ly đã đến với chương trình. Cảm ơn bạn. Với những sự ủng hộ từ phía ban giám khảo đã đứng dậy vỗ tay cho bạn. Và bây giờ là thời gian dành cho quý vị khán giả có mặt tại trường quay, 100 quý vị khán giả và 3 vị giám khảo với những điểm số dành cho Hoàng Nhật Minh. Thời gian bắt đầu. Chắc là cũng phải 3 năm rồi thì Nguyễn Khang mới gặp lại Hoàng Nhật Minh. Tại vì trước đó thì cũng gã gặp Minh trong một cái cuộc thi về ca hát. Và bây giờ thì so với thời điểm trước đó thì giọng hát của Minh lúc này nó đã chín mùi và ngọt ngào hơn rất là nhiều. Có lẽ là một trong những cái điều mà có thể nói đặc biệt là trời phú cho Hoàng Nhật Minh có một chất giọng nam cao và lên rất là tuyệt. Và bây giờ đây thì chắc là với ca khúc Định Mệnh này thì ba vị giám khảo của ai cũng muốn chia sẻ nhiều rồi. Thì Viên Khang xin được mời ca sĩ Vũ Hoa. Những vòng đầu thì không nghe đầy đủ một bài hát do bạn trình bày. Nhưng với cái phần thi này thì anh nghe chọn và em hát cái bài hát này rất từ từ. Đặc biệt bài hát này em hát rất thành công và rất hay. Nghe giờ đây chết trong lòng nhau. Đấy, chị Ý Lan ngồi ngây ngất. Nó hát thế này thì chết rồi. Rồi đấy, tuyệt vời. Em xin cảm ơn anh Vũ Hà rất là nhiều. Xin mời cô Ý Lan ạ. Cô cũng như là Vũ Hà là đã được nghe sự lột tả tình cảm và kỹ thuật hát. Cả hai thứ này mà đi đôi với nhau, mỗi một bên đều 8 lạng và một bên nửa cân, thì Nhật Minh đã thành công ở một cái chỗ gọi là tuyệt đỉnh.
Và đối với cô, bài hát vừa qua là một bài hát hoàn hảo, vừa trong tinh thần của tình cảm và ngay cả về phương diện kỹ thuật cao vô cùng. Ngay cả những người ca sĩ chuyên nghiệp mà hát nhiều năm chưa chắc gì đạt được cái chỗ đứng của Nhật Minh ngày hôm nay. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Cô xin chia vui với Nhật Minh và cho tất cả chúng ta, những người khán thính giả, có được một tiếng hát của Nhật Minh như thế này trong làng âm nhạc Việt Nam. Cô sẽ nhớ mãi Nhật Minh cho đến ngày về sau, nhiều ngày về sau nữa. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn cô ạ. Xin cảm ơn cô. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của anh Hồ Trung Dũng. Hôm nay cái điều mà làm cho em khác biệt nhất với tất cả mọi người còn lại á, đó là em hát bằng tất cả sự thoải mái của em. Em không quan tâm người khác nghĩ gì, tôi có phải bolero hay không bolero, tôi cảm như thế nào, tôi có giống hay khác các bạn khác, tôi không quan tâm. Bởi vì tôi biết là tôi là ai, tôi biết là tôi hát hay. Em biết điều đấy, ngay cả ngày xưa em hát đã có sự ngạo mạn trong giọng của em rồi. Nhưng mà đến giờ phút này, 10 năm sau, cái sự ngạo mạn nó khác. Cái sự ngạo mạn của em bây giờ nó chín chắn hơn. Nó ngạo mạn đủ cho người ta cảm thấy là ngưỡng mộ em. Ngạo mạn thành tự tin, chứ không phải chàng trai háo thắng. Vì thế bây giờ anh yêu giọng em hơn ngày xưa nữa. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh. Xin cảm ơn anh Dũng. Minh đã thật sự chinh phục luôn cả cái suy nghĩ và trái tim của Khang nữa. Cho nên ngày hôm nay là hoàn toàn thật tâm chúc mừng Hoàng Nhật Minh. Bạn đã rất là tỏa sáng trong ca khúc Định Mệnh. Cảm ơn Khang. Thưa quý vị, trong cái se se lạnh của màn đêm buông xuống, đối với những người yêu dòng nhạc bolero thì không thể không nhắc đến một trong những sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ, ca khúc Khuya Nay Anh Đi Rồi. Ca khúc này có một câu chuyện khá là đặc biệt, đó là nhạc sĩ Châu Kỳ đã viết để dành tặng cho một người con gái tên là Lành ở Nha Trang. Cô rất là mê gánh hát và rất là mê giọng hát của ông, cho nên đã có ý định là bỏ trốn để theo gánh hát này. Nhưng mà khi mà cô đến nơi thì gánh hát đã đi và chỉ còn lại một cái khoảng đất trống. Năm 2005 thì khi mà nhạc sĩ Châu Kỳ qua bên Mỹ thì ông có vô tình gặp lại cô gái này và cô đã hát lên một đoạn trong ca khúc Gió Lành Lạnh Buồn Ơi, có tên của người con gái trong bài hát này. Và nghe tới đây thì nhạc sĩ Châu Kỳ đã bật cười sảng khoái. Và hôm nay chúng tôi mời tất cả quý vị cùng đắm chìm lại trong những cảm xúc miên man của dòng nhạc bolero, ca khúc Khuya Nay Anh Đi Rồi. Xin được giới thiệu tiếng hát của Bảo Hân.
thương cho người, người đợi chờ anh ơi. Đêm chỉ trai xây đời, đêm nên thương cho người, người đợi chờ anh ơi. Chúc mừng Bảo Hơn, vừa rồi chúng ta vừa đến với ca khúc Khuya Nay Anh Đi Rồi với phần thể hiện của Bảo Hơn. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo sẽ dành những điểm số cho Bảo Hơn. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ Nguyên Khang xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo. Xin mời danh ca Ý Lan. Trước tiên thì cô phải khen lại một lần nữa là khen con đẹp quá. Trước khi mà cô nói tiếp đó thì cô muốn hỏi Bảo Hân năm nay bao nhiêu tuổi con? Dạ con xin phép trả lời câu hỏi của cô. Con 25 tuổi ạ. Con 25 tuổi, con trẻ quá. Ước gì mà cô mà đi ngược lại 25 tuổi là chết với cô. Cô nói đùa nhá. Với cái độ tuổi của con đã yêu nhiều chưa? Dạ yêu sâu đậm thì chắc chỉ có một hai người thôi, còn yêu mà sơ sơ thì chắc cũng nhiều á cô. À trời ơi, dễ thương quá. Hân biết không, cô nghĩ là độ tuổi 25 của con đó, mà con bảo là con yêu thì sơ sơ, bên ngoài thì nhiều, mà sâu đậm thì một hai lần, cô nghĩ vẫn chưa đủ đâu con. Đến một ngày nào đó, khi mà con cảm nhận tình yêu đến, mà những cuộc tình mà xung quanh con đó, con không cảm thấy là con đáng kể để mà con kể vào trong cái cuộc đời của con, mà con chỉ có sâu đậm với một người nào đó, thì lúc đó tình yêu của con nó sẽ to lớn và nó sẽ đúng hai chữ sâu đậm. Và khi đó con hát tình ca nó sẽ rất là đậm đà. Bây giờ thật sự ra bài hát vừa rồi con hát tròn trịa, con không hát phô, con chẳng hát cái gì sai cả. Thế nhưng mà đối với cô, tình cảm nó còn lơ lửng, nó chưa đậu được ở trong trái tim của con. Cho nên khi cô nghe, chưa cảm nhận được cái tình yêu sâu đậm trong bài hát này. Tuy nhiên, cô vẫn chúc mừng con là bởi vì con đúng là một người đến để hát tình ca. Cô cảm ơn phần trình diễn của con. Dạ, cảm ơn cô nhiều ạ. Cô vừa mới khen xong, Nguyên Khang quan sát ý của hai người ngồi kế bên. Nguyên Khang thấy anh Dũng, anh vỗ tay nhẹ nhẹ. Có nghĩa là anh cũng thấy đẹp, anh cũng đồng ý. Nhưng mà anh không có dám bộc lộ cảm xúc anh nhiều qua, vì anh là người hay giấu cảm xúc. Nhưng mà Nguyên Khang để ý nhiều hơn về người đàn ông còn lại. Anh không vỗ tay và anh liếc nhìn cô này. Xong có cảm giác như anh đang nghĩ là cái danh hiệu đẹp nhất của anh đang bị lung lay bởi một người khác hay sao? Liệu chăng anh có phải lo sợ vì một điều gì đó hay chăng? Đấy, chỗ này gọi là xéo sắc thế ạ. Thật tình là nãy giờ anh không muốn nghe em hát. Em ta là dòm em thôi. Anh có cảm giác cái bài hát vừa rồi đó, hình như là em chia câu á, nó không có hợp lý. Cho nên tất cả mọi cái phần về câu thì em bị đuối, không có tròn trịa, nó không có đã giống như em tưởng tượng. Thôi thì em đẹp lắm, anh nhường cái phần đẹp cho đêm nay cho em đó. Anh đứng hạng nhì được rồi. Anh lại không đồng tình với em Vũ Hà một điểm, rằng là anh không nghĩ rằng em đẹp là đủ. Những người đẹp hay bị một cái cản lực là người ta hay chỉ nói về vẻ đẹp của họ mà không nói về giọng hát. Không biết là em có biết hay không, khi mà em hát em có thói quen cái tay á, em hay như thế này. Và em đi lại tương đối là nhiều. Những chuyện đó thì thói quen của mỗi người, nhưng với riêng em, anh lại muốn em đứng một chỗ nhiều hơn. Cái thần của em buộc người ta phải cảm giác rằng là mình thấp bé hơn em, là một. Và thứ nhì, giọng hát của em nó đang ở mức rằng là đẹp, nhưng anh muốn nó có thêm cái phần lực. Thì lúc đó cái hình tượng của em không chỉ là một cô gái hát đẹp, nhìn thấy đẹp, mà là một người thực sự có cái power trên người khác. Lúc đó em sẽ là cái tiềm năng lớn nhất mà anh nhìn thấy được ở em. Anh mong điều đó xảy ra. Dạ cảm ơn anh ạ. Anh hy vọng là những cái góp ý của ban giám khảo sẽ giúp em hoàn thiện hơn. Thưa quý vị, một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho Bảo Hân. Cảm ơn em. Thưa quý vị, đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn.
Niềm vui thì chóng qua mau, nhưng nỗi buồn thì sẽ mãi giữ lại như là những ký ức. Ta bước vào đời nhau khi tuổi còn non trẻ, với những chến choáng men say của tuổi mới lớn, và liệu rằng sức mạnh của tình yêu có đủ mạnh để níu giữ tình cảm của hai ta. Buồn trong kỷ niệm, xin giới thiệu tiếng hát của Huy Luân. Rồi còn vui chia